Mình đang có mặt tại bến xe điện thứ hai các bạn. Bến xe điện này khác với bến xe điện xuống bãi cái bãi chào hồi nãy các bạn. Bến xe điện này là đi xuyên qua cái làng Thổ Văn nè, hồi sáng đó là tại đây chúng ta sẽ đợi những chiếc xe điện đi ra ra biển, ra bãi biển để đi xuống cano á, đi những cái dịch vụ tour tham quan đảo với lặn ngắm san hô hay là đi bộ dưới đáy biển đó. Rồi đây là combo khám phá đại dương nè các bạn. Có nhiều cái dịch vụ đó. Đây tiếng lại gần nè. Các bạn nhìn thấy rõ ha, từng cái giá, từng cái lần dịch vụ rồi đó. Để coi cái nào mình đi được mình đi ha. Sao mà mắc quá vậy? Rồi. Đây là số điện thoại liên hệ nè. Đó. Cái tour đó. Gặp lại cái anh xe điện hồi sáng đó các bạn. Anh đi vòng vòng đảo, cái đảo này để tròn quay đi không gặp anh. Đây là chỉ vô cái chỗ em có biết nha. Đó. Trên cái đoàn khách này là đi cano chơi, còn mình là người duy nhất đi lặn biển. Không biết có ai ngoài đó không nữa. Rồi, let's go. Đang xây thêm cái dự án đó hả? Đây là dự án công viên chủ đề các bạn. Sau này qua đây là vui rồi đó. Giống như ở Vingroup rồi ha. Nghe nói sau này còn xây dựng thêm cái thủy cung nữa đó các bạn. Càng về sau bạn qua đây càng lời. Giá vé chắc sẽ càng mắc. Mà kệ, qua chỗ một nó xứng đáng luôn rồi. Vì là Sun World làm chúa đảo này luôn hả? Không mua hết trơn cái đảo này luôn. Tập đầu Sun World các bạn. Mình đang đi ra bờ đông anh. Dạ đúng rồi, bờ đông. Đây cảng chiến bến cano. Bến cano nằm ở bờ đông nha các bạn. Hôm nay nó hơi gù ghề, sau này là lửa láng bon luôn đó. Tập tròn đi tới đâu là mát gửi tới đó đi. Ủa đất ở đây là đất đỏ chứ phải đất đen ha anh? Tính đỏ ở Tây Nguyên có đất đỏ chứ. Đây là những nhà dân của bản địa đó. Rồi mình vô đây. Ok, cảm ơn anh nha, làm phiền. Rồi mình vô nhà chờ, mình sẽ mua cái vé đi bộ dưới đáy biển. Đây Eco. Dịch vụ này của EcoBus. Còn trên mạng hôm qua mình coi có nhiều cái dịch vụ của công ty khác nữa các bạn. Anh mua cái vé đi bộ của em. Tại ngắm san hô dưới biển đúng không? Đi bộ. Đi mấy người anh có mình nên được không? Đợi được không? Anh đợi cũng được nữa. Dạ, anh ngồi đó đợi cano. Hỏi. Để được đi bộ dưới đáy biển các bạn phải đi bộ trên mặt lộ một chút, đi xuống cano rồi đi bộ trên mặt biển. Em này là chủ quán đó, đang dắt mình đi xuống dưới đại dương để tìm kiếm Đông Hải Long Dương. Ở dưới chỉ có san hô với lại cá thôi. Ví dụ anh đang đói bụng quá nó mình ăn san hô được không em? Được rồi. Cá anh bắt lên nướng ăn cũng được nữa đó. Được không? Nếu mà anh bắt được nha. Cá dưới biển ăn không ngon đâu anh ơi. Trên bờ sẽ ngon hơn. Vậy ăn nàng tiên cá này đi ha. Nàng tiên cá quay ngược lại cá nào, 1, 2, 3. Rồi cảm ơn, chúc cả nhà vui vẻ. Rồi tạm biệt cả nhà nha, vui vẻ. Rồi tối nay mở du lịch nghèo nha, tối mơi đi. Rồi đoàn này đông quá các bạn. Mình sang hơn, mình bao cano đi ơn. Đó cano của mình nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng nàng tiên cá đi xuống đáy biển để gặp Long Dương để hỏi cưới nha các bạn. Rồi, lần đầu tiên trong đời mình đi bo luôn các bạn. Anh chia sẻ là không cần giờ dắt gì hết, lịch hẹn vậy chứ các bạn ra đây qua Hòn Thơm, ví dụ cần thì nhờ xe điện đưa ở đây là được đi. Ủa đi xa không anh? Hả? Đi xa chứ không? 20 cây. 20 cây số hả? Xe chưa tới rồi. 20 mét đó bạn, trong bờ ra. Ôi nè, chương trình đi bộ giá biển nằm đây nữa bạn, sát bên luôn. Bạn nào anh cano làm biến rước bạn cứ bơi trong bờ ra cũng được nữa, nhìn thấy bờ luôn nữa bạn. Ồ đông nghẹt luôn.
Hello, mấy con lặn chưa? Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, đa tạ. Ồ, gặp hai con bé đẹp gái. Hello. Với Hào, với Hào. Yes, em vào đây. Rồi, ok. Đồng quá. Anh em, anh mua một vé đi bộ em. Rồi, cảm ơn em. Anh mua một vé đi bộ em. Đi bộ dưới đáy biển. Mình mấy mũ à? À, anh một người à em. Anh khách lẻ. Dạ, khách lẻ gì đi có phiền em không? Dạ không ạ. Dạ. À, của mình 950 ha. 950 ha. Dạ. Hết vốn luôn các bạn ơi, còn có 200 ngàn đó. Dạ em nhận đủ của anh ha. Dạ, làm phiền em. Dạ. À, chọn gói các bạn khỏe. Màu tím em ơi. Màu trắng. Rồi. Đây là đoàn nhà mình qua đây mua vé. Dạ rồi, ai tham gia video mà mời chúng em ha. Vui lòng đưa cái này cho bên vận hành bên kia giúp em. Dạ dạ, làm phiền. Ờ. Ờ, thay đồ bơi ha. Dạ. Của hai bạn này. Các con có thích không? Dễ mua xe. Đấy, hai bạn nhỏ như này còn chơi được mà. Rất là dễ dàng cho chúng ta trong vấn đề trải nghiệm. Ồ, rất là đẹp. Ở đây là những cái bình để đi bộ, cái mũ để đi bộ dưới đáy biển á. Ủa cái mũ này nặng chứ không mấy anh? Ở trên là 40kg, ở dưới còn 5kg. Ở trên là... dưới xuống nước thôi. À hiểu rồi, hiểu rồi. Đây là những cái ống hồi sẽ chồng vô cái mũ của bạn để dẫn hơi cho mình thở ở dưới á. À, mình lấy oxy từ trên cái ống này truyền xuống cái mũ. Như vậy mình quá trình mình đi đâu là sẽ có cọng dây này mang theo. Chứ không phải là bơi tự do như cái người nhái bình thường đeo bình hơi nha các bạn. À, đây là khu vực cung cấp oxy cho những cái mũ đó các bạn. À. Cái bình này 30 mấy ký luôn á các bạn. Ôi, anh đứng, anh giác anh đứng trên tội nghiệp anh không? Anh và hướng dẫn các bạn đi dưới biển đó. Rồi, cái này là gì anh? Cái này cầm để bơm bộ PCD lên. Dạ. À, nó lúc mà nổi lên hay gì anh? Bơm phao. Bơm phao. Ồ. Rồi. Rồi cái này thì em thấy mấy anh là mầm thở. Rồi cái kia, cái đỏ. Dạ. Cái này mầm chính, này mầm phụ. Dạ. Ờ. Ủa anh bơm lên gì nặng không? Anh xả bớt đi. Bơm gì nó còn nhẹ thêm nữa. Ờ. Ừ. Lạnh không anh? Cái bộ đồ này đã mặc giữ ấm cho mình rồi. Dạ. À thí dụ con người của mình mà lặn sâu quá, cái áp lực nước nó có gây cho mình mệt không? Không. Dạ. Mình sẽ ép. Dạ. Bơm phụ trong miệng thẳng. Dạ. Sẽ ép hai đôi tay. Dạ. Ờ, kinh nghiệm của anh. Cảm ơn. Hello người nhái. Ở dưới có nàng tiên cá gì không? Ở dưới có nàng tiên cá, chèo tiên cá đầy đủ. Đủ luôn ha. Ừ. Ờ. Rồi anh ngâm cả ngày suốt dưới nước luôn hay là có lên bờ như thay đổi ca khác gì không? Không. Ngâm cái này dưới nước. Rồi vậy rồi tay chân bị ăn nước rồi không? Quen rồi. Quen ha. Ồ. Không phục quá. Nói chuyên nghiệp mà bây giờ nghiệp. Quen đó. Dạ. Càng dạ. Ngày càng lên đô anh. Dạ càng ngày càng lên. Ừ. Bỏ ăn luôn á. Mai mốt mình tổ chức cái đám cưới dưới đáy biển qua đây mấy anh hỗ trợ nha. Một chơi được. Ừ. Không được. Cơ để chơi được ha. Đó. Những chàng thợ lặn đó. Hello. Ừ quá đã. Ồ cái vụ nổi này là cái phao anh bơm vô nó nổi đó ha. Bơm đó nổi. Ừ. Áo này chưa hơi mà. Dạ ok quá đã. Trời ơi. Leo 9 đi bây, 99. Đấy, phải làm sao đi bình thường. Rồi, cứ thả lỏng cười tươi nha. Thả lỏng cười tươi. Rồi,
Đây là bông mới là hết năm mà. Có chừng bữa còn xé giờ đó. Cho nước lọc bạc vàng nha. Rồi cứ thả lọc tươi tươi thôi. Thả lọc tươi tươi. Đây tôi đây. Còn tí nữa à? 40 cân mà. Ôi dù nó nặng giả mang luôn các bạn. Nguyên cục sắt luôn. Vậy mà xuống nước là nó nhẹ lại. Trời ơi. Nặng lắm. Vậy mà tội nghiệp mấy em gái phải cõng lên vai các bạn. Ủa. Tiêu vui luôn. Ồ. Chuẩn bị xuống biển anh. Ừ. Mọi thứ đã sẵn sàng, những thợ lặn chuyên nghiệp. Cái bình ba mấy ký đó các bạn. Cái bình thở ngày không anh? Cái bình thở được ngày không? Nửa ngày, cái bình thở được có nửa ngày các bạn. Bình đó bao nhiêu tiền? Cái bình đó sạc nhiêu tiền? Không có mình sạc hơi vô á. Sạc lại sạc công ty mà sao tốn tiền được. Không có mà thường thường mình nếu mà mình sạc vậy là bao nhiêu tiền oxy vô đó đó? 45 ngàn bình ha. Ở dưới nước muốn thở oxy phải mua 45 ngàn ở trên bờ các bạn thở nhiêu thở. Đó. Rồi đeo chì nữa kìa. Còn nghiệp ảnh không? À, để phục vụ cho chúng mình được trải nghiệm thú vị thì các anh này phải miệt mài các bạn. Rồi anh có thể lộn mèo chứ không anh? Ghê vậy? Giỡn mà chơi thiệt luôn. Rồi bây giờ là tiếp theo là cái màn biểu diễn lộn mèo nhào lộn của anh thợ người nhái. Quá đỉnh. Mọi thứ đã sẵn sàng. Vô. Ô. Rồi, anh đi theo mấy em nãy rồi. Bye bye. Nhưng mà lời đầu tiên thì cho xin gửi lời thay mặt cho toàn thể lãnh đạo của Ecobit Sun World Thơm gửi tới toàn đoàn nhà mình từ già đến bé, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ những lời chào trân trọng, lời chào sức khỏe nhất. Rất cảm ơn những tràng pháo tay của các quý vị. Khi các quý vị đang đến đây là của bộ phận Ecobit Sun World Thơm. Ngay tại nơi này chúng ta sẽ được trải nghiệm mà dịch vụ ở đây chúng ta sẽ trải nghiệm hình thức bằng mũ đi bộ dưới lòng đại dương. Cái mũ như vậy nó được độ đến ngang vai chúng ta nên từ phần vai lên đến phần đỉnh đầu là khô nguyên. Không khí áp suất được truyền vào trực tiếp 100%. Bởi vậy chúng ta sẽ thở như bình thường, không biết lặn cũng chơi được, không biết bơi cũng chơi được. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên đã được tham gia dịch vụ. Ai cận mình mang theo được cả kính cận luôn. Mỗi một khách hàng trong quá trình trải nghiệm sẽ có một guide là những thợ lặn chuyên nghiệp đã được cấp chứng chỉ là thợ lặn sẽ luôn theo sát chúng ta phía sau lưng chúng ta cả quá trình từ 15 cho đến 20 phút tham quan quần thể có tại nơi này để đảm bảo cho chúng ta trong cuộc du hành an toàn nhất, hoàn hảo nhất và tuyệt vời nhất. Nhưng khi chúng ta đi xuống dưới lòng đại dương, nơi này quần thể thì ngay phía sau lưng chúng ta rồi. Còn trên thước phim tư liệu, như các quý vị vẫn thấy đây, Phú Quốc có một đặc trưng rất là khác lạ, chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Bởi vậy, nhiệt độ nước ở Phú Quốc rất là ấm luôn, được bảo tồn và tái tạo trên 100 loại san hô quý hiếm có tại Phú Quốc. San hô ở đây có cả thân cứng, có cả thân mềm. Ngoài những quần thể san hô thân cứng đa sắc màu xanh đỏ tím vàng, còn có những dạng san hô thân mềm hay được gọi là hải quỳ. Các con đã xem phim hoạt hình bao giờ chưa? Trên thước phim tư liệu các con thấy đây rất nhiều cá lemo đúng không? Nhưng các con chỉ xem trong phim thôi. Ngày hôm nay được sự đồng ý của các bố mẹ, chúng ta sẽ đi thăm ngôi nhà của chú cá hề lemo. Các con có thích không? Rất cảm ơn sự thật lòng của các con. Đi thì hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Khi chúng ta trải nghiệm hình thức ở dưới đó, những dạng san hô thân mềm hay được gọi là hải quỳ chính là những ngôi nhà của các chú cá hề có tự nhiên 100% ở đại dương ngay tại Phú Quốc. Chúng ta sẽ trải nghiệm hình thức này thời gian từ 15 cho đến 20 phút tham quan công viên san hô này. Giá niêm yết của tổng công ty dành cho một khách hàng là 950.000 đồng. Dịch vụ này là nằm ngoài tour cano của chúng ta.
những gì đây là một điểm tham quan có tại Trung Quốc nên các quý vị đều được lên tham quan, ai cũng được xem thước phim tư liệu và được nghe tư vấn. Sau đó ai muốn trải nghiệm chúng ta sẽ mua vé với giá 950.000 trong một dịch vụ. Như hôm nay các quý vị đang đến với Phú Quốc trên chương trình kích cầu du lịch sau mùa Covid, các quý vị sẽ nhận được những món quà mà không ai tặng lại cho các quý vị được đâu ạ, cho dù là có 10 triệu cũng không được, đúng không ạ? Chính là những thước clip mà mình vừa mới trải nghiệm tham quan dưới công viên Sa Mô. Vì sao nó được gọi là món quà? Bởi thời điểm thông thường các quý vị sẽ nên mua lại mỗi một thước clip của chúng ta ở dưới công viên Sa Mô là 600.000 đồng. Nhưng hôm nay chúng ta không phải đầu tư về thước clip nữa. Thước clip này trị giá chỉ còn có 0 đồng thôi. Sau khi trải nghiệm dịch vụ thành công, các quý vị sẽ được nhận lại ngay cái thước clip file gốc lên điện thoại tại bộ phận kỹ thuật và iDrop, rất dễ dàng để chúng ta đăng tải mạng xã hội, chia sẻ Zalo, chia sẻ với bạn bè qua Facebook rất là nhanh chóng luôn. Có một cái điều mà động lực ai cũng hãy nên tham gia khi đến với Phú Quốc, bởi vì sao? Các vị quý vị đã biết rồi, Thiên Nhiên ban tặng cho Phú Quốc chính là những tầng Zalo. Và hôm nay các quý vị đi đến với Phú Quốc là mùa mưa, nhưng rõ ràng là các quý vị thấy đang rất là nắng đẹp, đúng không ạ? Khi chúng ta được trải nghiệm dưới cái mặt nước biển, mà nước thì trong xanh, nắng thì rất là đẹp, thước clip rất là tuyệt vời luôn. Và chúng ta lại được tặng lại ngay thước clip đó, thì có gì mà chúng ta không chơi? Bởi vì đây là một dịch vụ cao cấp nhất, hoàn hảo nhất, mà giá thì lại rất là bình dân. Mỗi một chị sẽ có một thước clip, còn từ người thứ hai trở lên thì được gọi là nhóm hoặc video gia đình sẽ được tặng thêm thước clip gia đình nữa. Đó là một động lực cho các quý vị trải nghiệm cả nhóm luôn đấy ạ. Rất hân hạnh được đưa các quý vị đến khám phá lòng đại dương ngay tại Phú Quốc và bộ phận Ecovit của chúng tôi ạ. Okay. Cái thứ hai nữa là khi mà mình xuống dưới nước độ sâu 4m mình không gọi nhau được, không ý ơi, không nói chuyện được anh ơi, chị ơi, em ơi được. Tất cả sẽ sử dụng bằng tay. Và cái ký hiệu tay này là ký hiệu chuẩn của Hiệp hội Lặn biển Thế giới. Mình có thể đi bất kể nước nào trên thế giới này, mình dùng ký hiệu bằng tay họ đều hiểu. Thì trong suốt quá trình mình đi tham quan ở dưới, hướng dẫn viên sẽ thường xuyên hỏi mình là anh chị có khỏe không, thì họ sẽ giơ cái ký hiệu này trước mặt mình. Và ký hiệu này chính là ok. Nếu mà mình cảm thấy khỏe thì mình trả lời lại là ok, tiếp tục đi tiếp. Nếu mà mình không khỏe thì mình lắc tay. Thực ra thì mình gặp một vấn đề duy nhất là mình bị ù tai thôi. Và hướng dẫn viên người ta sẽ giải quyết cho mình và mình nuốt nước bọt liên tục, xả mũi là hết. Ok, khi nào mình muốn đi lên thì ký hiệu này chính là ký hiệu cho tôi đi lên. Khi nào đi tiếp thì ký hiệu này chính là ký hiệu xuống để cho tôi đi tiếp. Ok, ở đây là chúng ta bảo tồn san hô. Và san hô thì rất là nhạy cảm với da người. Nếu chúng ta sờ vào nó nhiều thì nó sẽ chết. Vậy thì là chúng ta không bẻ san hô, không sờ vào san hô và không tuyệt đối không dẫm đạp lên san hô. Ok, một số các loại da nhạy cảm thì khi mà chúng ta sờ vào san hô hay là sờ vào những con ốc thì khả năng là chúng ta sẽ bị kích ứng và chúng ta bị ngứa. Nên là tốt nhất lời khuyên là chúng ta không sờ vào, chỉ ngắm cảnh thôi và tạo dáng. Lúc mà mình quay phim chụp ảnh thì mình hãy để như này, mình đừng để như này. Nếu mà mình ra tín hiệu như này là họ sẽ bế mình lên đấy, lúc đấy mất tiền thì đừng kêu. Các bạn chịu được bao lâu? Đấy, theo hơi thở của mọi người. Dạ. Mới biết thì hết 45 phút à? Ồ, thở liên tục ha. Ừ. Mấy anh này không dám thở nhiều, bạn thở nhiều công ty trừ lương. Dùng biện pháp thứ hai là ngáp ngủ bình thường, nhưng mà mình buồn ngủ vậy đó, há miệng càng to ra càng tốt, nó sẽ hết ù tai ngay. Và nếu như vẫn chưa hết chị ơi, nếu như vẫn chưa hết thì mình luồn tay thẳng vào mũi luôn nha, luồn tay thẳng vào mũi, dùng tay bóp chặt mũi, ngập miệng hôn má hỏi mặt, khi nó sẽ ra tay ngay. Rồi, ù tai là như thế. Dạ đúng rồi, gia đình mình thực hành là chị em đấy. Chị ơi, dùng tay bóp mũi nè, rồi hôn má lên, rồi khi nó xuống dưới này thì lặn sẽ gõ cái đồng kính lên để chia tay. Ok nè, hỏi mình có ổn không, sức khỏe có ổn không. Như gia đình mình 4 người đều ổn, giờ là thế này, giờ nãy như em nha. Thế này là tôi ổn nè, là tôi khỏe. Rồi thế này là tôi không khỏe. Chỉ vào lỗ tai, ví dụ như lỗ tai mình đang đau, lỗ tai cũng không khỏe là lỗ tai tôi đang đau. Chỉ như mà nó cũng không khỏe. Sẵn sàng rồi đó các bạn. Giờ mình đi xuống dưới. Các bạn phải mang hai cái đôi dép này nè, nghe giống như chân không. Dép này dịch vụ miễn phí trên bờ cho mình lấy. Rồi, từ dưới nha. Đi các bạn ơi.
rồi. Hỏi chuyện máy cho em nghe anh. Hỏi chuyện máy cho em lấy nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. Rồi, ok. Let's go. Yo, let's come go. Go. Thank you.
Tuyệt vời. Đẹp không anh? Tuyệt vời. Xin cảm ơn các anh. Đẹp không? Đẹp. Thấy không? Thấy không? Hai lông, hai lông. Tuyệt vời. Trời, cảm ơn. Giờ vô bờ các bạn, bạn sẽ hỗ trợ mình chiếc bo vô trong bờ lại để mình lên hồ nước ngọt cái gì ta, bên công viên nước còn thơm. Đó, bạn này là chuyên viên về chăm sóc san hô, nuôi cấy san hô dưới biển các bạn. Bữa nay cũng may mắn gặp bạn và chia sẻ rất là nhiệt tình. Có nhiều cái đoạn clip bạn quay rất là kỹ thuật luôn mà không cách nào truyền qua cho mình để mình đăng cho các bạn coi. Mà cái đoạn đó bạn bán chứ không có cho bạn, không có tiền mua. Không, đây đó là sẽ tặng. Sẽ tặng mọi người. Sẽ tặng cho mọi người. Thường chúng ta sẽ thường là tụi cũng sẽ là hỗ trợ cho Discovery. Với cái kênh kênh Discovery của nước ngoài, còn kênh VTV rồi sẽ có hai kênh tại Asia Pacific là Discovery và Nation Geographic. Tụi mình sẽ support về mặt hình ảnh nước. Hy vọng là tháng 10 mình quay lại thì tụi mình sẽ có nhiều hoạt động hơn. Tháng 10 khu bên bờ Tây thì đó là một cái trung tâm bảo tồn san hô biển. Và ở đó thì sẽ cung cấp rất là nhiều thông tin về san hô. Trong đó có những thông tin rất là quan trọng về bảo vệ sinh thái biển. San hô là gì? Ví dụ như san hô là cá, san hô là nhà của cá. San hô thực ra nó là lá phổi của biển. Khi nào còn san hô thì biển chúng ta sẽ còn cá và các sinh vật biển. Vì sao? San hô chỉ chiếm 0.01% diện tích trên bề mặt trái đất thôi. Nó nằm ở vùng chí biển Bắc tới chí biển Nam. Nhưng mà nó quyết định tới 25% các loài sinh vật biển và 75% lượng cá sống ở trong đại dương. Nó giống như rừng ở trên bờ vậy các bạn. Các bạn hình dung rằng nếu như rừng chúng ta mất, trên bờ chúng ta mất cây trong rừng thì chắc chắn sẽ không còn thú. Tương tự như vậy, nếu chúng ta mất san hô dưới biển thì chúng ta sẽ không còn cá và không còn các loại sinh vật khác. Bởi vì san hô là nhà trú ẩn của cá. Vậy sao? Cá đang ăn san hô thì khoảng 25% trên toàn thế giới. Nên nó cực kỳ quan trọng. Và mỗi một năm thì tại vùng biển của chúng ta ở Việt Nam thì nó được xếp vào vùng biển của Asia Pacific, thuộc về Asia Pacific, đặc biệt là vùng biển của Indo Pacific. Thì chúng ta sẽ thời gian của nó đối với san hô cứng là khoảng 2 cm một năm. Còn đối với san hô mềm thì maximum là khoảng 12 cm một năm. Do đó nên các bạn khi mà các bạn đi bơi, snorkel, các bạn đi biển, các bạn nhảy xuống, các bạn giẫm cái cọc gãy san hô, gãy một nhánh thôi là các bạn đồng ý là các bạn đang kêu mất. Ok, 3 năm, 4 năm rồi vậy. Ok, rạn nguyên sinh hiện tại, rạn nguyên sinh ở Eco Beach là một rạn có niên đại khoảng từ 850 đến 1200 năm tuổi. Vì tụi mình đã tiến hành cắt lát các cái chạm san hô não và đi phân tích. Ví dụ mình bứng cái con này mình qua chỗ kia mình trồng nó lên như cái cây mình trên bờ không? Nó có thể lên, cũng có thể không lên, hoặc cũng có thể không phát triển. Bởi vì san hô nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ vùng nước, cũng giống như là việc cây vải ở Bắc Ninh khi mà có anh em ở trong Sài Gòn không thích nghi các bạn. Vẫn sống nhưng mà nó không có trái. San hô đây nó có thể vẫn sống nhưng nó không phát triển được nữa, nó dừng lại đó thôi. Bởi vì đặc điểm của san hô là động vật. Người ta nói động vật cũng đúng mà người ta nói thực vật cũng đúng. Nó là bán động vật của bán thực vật. Bởi vì sao? Động vật là nó ăn sinh vật phù du. Còn nó thực vật là vì nó có tảo, tức là eosinophily. Đúng rồi. San hô bạn thấy có màu nghĩa là tảo. Đó. Nó quan hợp. Cảm ơn bạn. Nhớ hoài. Cảm ơn chuyên gia. Đó. Sau này có dịp bạn đến đây, chuyên gia sẽ phục vụ bạn nhiều hơn. Rồi bây giờ mình đi có thể follow. Bây giờ mình phải cho anh phục vụ mọi người ha các bạn.